Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một buổi chiều ha, trời nó sắp tối rồi này mọi người. Mình đang tranh thủ ra tưới phân cho cây vạn thọ ha. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái loại phân mình tưới. Dự định của mình á là 1-2 ngày nữa mới có tưới phân cho cây vạn thọ thôi. Nhưng mà thấy cũng có nhiều người có ý kiến ha. Đối với những cây vạn thọ mà mình ra con giống được 1-2 ngày rồi thì mình cũng nên dặm dưỡng rễ cộng với một ít phân thì cây nó sẽ nhanh phát hơn, nhanh tốt hơn. Mình thấy ý kiến đó thì cũng rất đúng, chính xác, cho nên cũng ráng ra tưới phân và làm video chia sẻ cho mọi người. Là vì mình đã hứa rồi, mình sẽ cố gắng cập nhật tất cả những cái công việc phân thuốc trên các loại hoa kiểng của nhà mình cho mọi người cùng tham khảo. Đặc biệt là vạn thọ, tại vì giai đoạn này thì chủ yếu là làm vạn thọ thôi. Thì hồi sáng đây mình cũng vừa mới làm một cái video về xịt thuốc ngừa sâu và bung đọt, bung chèo cho cái vạn thọ ha. Đó. Phải chi mà mình biết chiều nay mình tưới phân thì mình gộp lại mình làm một cái luôn. Nhưng mà chiều nay là mình quyết định đột ngột nha mọi người, chén ngang ha. Đôi lúc là như vậy đó. Đây là những cây vạn thọ của mình này. Vạn thọ của mình thì phát triển cũng tương đối tốt. Cây đã được 3 cặp lá rồi. Cây này là mình vô chậu vào chiều tối mùng 6 đó mọi người đó. Cây đã bắt được phân rồi và bắt đầu bén. Còn đây là cây vạn thọ mình vô vào chiều ngày mùng 8 này mới vô ha. Cây nó còn nhỏ, mới vô tối hôm qua mà. Vạn thọ của mình thì có bị sâu nha. Mình đã xịt ngừa rồi, sâu nó ăn rất là nhanh luôn. Thì có một số người cứ hỏi mình về cái thời điểm xuống vạn thọ và cái số lượng con giống trong một chậu ha. Thì mình nói thật với mọi người, hiện tại này là ngày mùng 9, đa số bây giờ là người ta xuống vạn thọ rất là nhiều, đồng loạt rồi đó mọi người. Đó. Mấy nhà kế bên mình đó, hiện tại là có 3 nhà cũng đang ra con giống và đi dọc đường thì thấy người ta đang đồng loạt ra. Thì mình ra vạn thọ thì cũng từ ngày mùng 6 tới ngày 12, 13. Tùy vào cái thói quen và cách làm của mọi người. Đặc biệt là tùy vào cái con giống nữa. Con giống mình bự quá thì mình cũng phải xuống nó ra giò. Còn con giống mà nhỏ quá thì mình chưa ra được đó. Tại vì nhỏ quá mình ra thì nó lâu phát. Còn bự quá mà mình không ra ha thì cây nó cũng không được ngon. Đó là tùy vào cái thói quen và cách làm và cái con giống của mình. Còn cái chậu á thì mình thấy có nhiều người vô khác nhau. Có người thì một chậu như thế này thì vô 7 con, 8 con. Cũng có người vô 9 con, 10 con. Tùy vào mỗi người. Còn riêng nhà mình thì chậu này là chậu 4 tấc nha mọi người. Đó, lọt lòng chắc 4 tấc. Đúng rồi, lọt lòng 4 tấc á. Thì mình vô từ 6 đến 8 con. Đó. Mình vô tầm có 3-4 chậu 6 con thôi. Để thử nghiệm. Xem thử những cái chậu đó thì sau này nó phát lên thì nó như thế nào. Đó. Còn vô 8 con thì vô tầm 30-40 giỏ, còn đa số là vô 7 con ha. Tại vì mình thấy 7 con là nó cũng vừa rồi. Thì có nhiều người thì người ta vô 9 con cũng có, 10 con cũng có, mà có người vô 6 con đều. Đó là cũng tùy vào mọi người ha. Bản thân mình thì thấy cái chậu này thì 7 con thì thấy cũng tạm ổn. Đó là phần con giống. Đây mình ương 5 bịch mà còn dư này mọi người. Còn dư còn làm được thêm một mớ ở bên này nữa ha. Còn về cái loại phân mà mình tưới cho cây trong cái giai đoạn mà cây vừa mới ra giọ như thế này ha. Thì là mình sử dụng 16-8 nha mọi người. Mình ngâm này, đây này. 16-8. Số lượng để mình tưới cho 200 chậu ha. Đây là chậu 200 nha mọi người. Là một lạng 100g á. Chỉ là phân rất chỉ là ít. Thì có hơi thôi. Đây. Cộng với một nắm lân. Lân thì nhỏ lắm. Mình bóc chừng một nắm như thế này nè. Đó, trộn vào trong này. Nhìn thế này mọi người có thể thấy được ha. Kết hợp với một cái hũ này. Cái này là còn nửa hũ nha. Cái này là cái siêu tăng trưởng ha. Ra rễ, xanh cây, dày lá, vọt chèo. Đó, cái này là mình mua để mình chăm sóc, tưới cho cây vạn thọ. Xịt thuốc, xịt nước cho cây vạn thọ từ cái hồi mà mình ương cây mới nở lá tới hiện tại luôn. Một hũ như thế này mà mình sử dụng từ lúc mà mình ương vạn thọ tới nay là mới hết con nửa hũ thôi. Trong cái này còn con nửa hũ nữa thì mình đổ vào trong này, mình pha chung và tưới luôn ha. Thì cây này thì giống như là cây giường rễ vậy thôi. Nếu như mọi người không có cái này thì có thể mua giường rễ kết hợp. Tại vì thời điểm hiện tại Vạn Thọ ha, thì chủ yếu là người ta đi giường rễ cây con mà mọi người, chủ yếu phát triển cái bộ rễ để cho cây nó bộ rễ mạnh thì hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. Đó. Với lại trong cái phần giá thể của mình á, thì ở trong đó cũng có khá nhiều là phân ở trong rồi. Giờ chỉ cần cho cây nó phát triển bộ rễ mạnh để cây nó hấp thụ ha. Đó. Diễn tả hơi lùng củng nha mọi người. Đó. Để mình quay lại cho mọi người xem nha. Đây là siêu tăng trưởng nha, nửa hũ. Cái này thì có thể thay thế. Mình không có cái này thì mình mua giường rễ kèm theo ha. Còn phân ở đây thì phân 16, 16, 8, 200 chậu, 4 tấc ha, là một lạng phân 100g á, pha với một nắm nhỏ lân. Và tưới thì mình sẽ bỏ vô trong này và cân đo đong đếm ha, làm sao mà ở đây là mình tưới hết phân luôn, và mình dùng cái thùng vòi để mình tưới nha mọi người. Đó. Lưu ý khi mà mình tưới phân á, đối với cây con ha, còn nhỏ mình chỉ tưới lướt qua thôi. Đó, tưới lướt qua, không có tưới lại. Đó là cái cách làm của mình. Và sau khi mà mình tưới xong á, thì mình sẽ xả nước sương sương ở trên một chút, đừng có xả mạnh quá. Đó. Thì tưới phân rồi chăm sóc thì mỗi người có một kiểu. Trong video của mình thì mình chỉ nói cái cách làm của mình thôi. Cây còn nhỏ như thế này thì nó chỉ cần hơi phân thôi mọi người. Phân nó chỉ có hơi hơi như vậy, nó mau phát, mau tốt. Chứ mình mà đi phân nhiều quá mà cái bộ rễ của cây á mà còn yếu thì nó cũng không có hấp thụ được nhiều đâu. Trái lại nhiều khi nó còn không tốt nữa. Cho nên là giường rễ nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn cây con. Rồi đối với cây Vạn Thọ con này ha, khi mà mình tưới nước một ngày á, thì mình cũng lưu ý không có cần tưới nước quá nhiều. Nếu mà quá nhiều thì cây nó cũng dễ bị vàng. Mình tưới nước làm sao mà vừa đủ. Thì cái này là nói thôi, còn như mà cách làm thì mình phải tự làm, phải tự cảm nhận. Khi nào mà cái cây của mình nó có những cái dấu hiệu thì mình mới biết được, chứ nói. Tại vì đối với cây nào cũng vậy, một cái lượng nước vừa đủ thì cây nó phát triển tốt. Nếu mà hơi thiếu nước thì cây nó kém phát triển. Còn nếu mà dư nước thì cây nó sẽ sinh ra một số bệnh lý khác. Đó là bản thân mình quan sát thì mình thấy như vậy đó mọi người. Mà cây con thì sương sương thôi, nước sương sương nhẹ nhẹ vừa đủ là tốt. Như những cây này mình thấy này mọi người. Đó. Thực ra thì mình làm vườn thì anh xã mình chỉ bôi, mình chỉ người làm. Đó. Ông sẽ là người quan sát và đưa ra những cái ý kiến. Ông giống như là người kỹ thuật vậy đó mọi người. Còn mình là người làm ha, và truyền tải lại những cái trong cái video của mình. Rồi nha, mình đi tưới phân đây. Bye mọi người.